con hạ ly này. Đầu tiên thì mình sẽ phải lấy màu nâu đậm để tô cho mũi nó. Tô tai nó cũng là màu nâu đậm luôn nha. Xong rồi mình sẽ lấy màu nâu nhạt để tô hết cho con này nha mọi người. Bây giờ thì đó. Mày bỏ ngay người thỏ chơi game bực kia nha. Em bảo anh có nghe thấy không? Bỏ ngay thỏ chơi game bực đi nha. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Đó, mình sẽ tô hết con hải ly bằng màu nâu như thế này nha. Em bảo là bỏ ngay thói chơi game á, cáu đi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Đó, xong rồi là mình sẽ lắp mấy con này vào đây nha. Kê okay, mọi người. Mẹ con này nó cứ ăn cây của mình vậy. Kê okay, mọi người ơi. Ok nha. Mày nhờ. Thôi. Tính gì? Nhờ. Hai ăn ăn.
Ok nha mọi người ơi, mình sẽ cho mọi người xem qua bức tranh nha. Đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Rồi thì mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Mình sẽ bắt đầu tô nốt nha mọi người. Mình sẽ lấy màu nâu này để tô hết vào phần này cho nó nha. Vậy là được he. Mình sẽ tô cho con này màu nâu nha mọi người. Mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem con hải ly của mình nha. Và đây chính là bức tranh của mình với con hải ly sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc là mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã tham gia xem video của mình nha. Video của mình đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Bye bye.